Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối của ngày 29 tháng 4 năm 2022. Ngày mai thì là ngày nghỉ lễ rồi. Tôi mong rằng là các bác và mọi người, kể cả người đi du lịch hay là không đi, thì chúng ta hãy gần gũi gia đình hơn, gần gũi với những thành viên, đặc biệt là các bạn nhỏ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các bạn nhỏ để mà chúng ta có những cái định hướng và có những cái trao đổi có thể nói rằng là rất thiết thực. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện có thể nói rằng là rất là chấn động. Tôi lại tiếp tục làm, tôi sẽ làm cho đến khi nào mà Sơn Tùng MTP phải gỡ cái video clip, cái MV clip, cái MV này, một bài hát chúng ta gọi rằng là Không Có Ai Cả Đi. Đó. Cái MV này của Sơn Tùng ra khỏi kênh của mình. Bởi vì tính đến thời điểm mà tôi làm clip thì hiện nay là đã gần 8 triệu lượt xem. Và xin thưa với các bác và mọi người, trong câu chuyện của Sơn Tùng thì cái khoảnh khắc cuối cùng rất đáng sợ. Nó rất đáng sợ bởi vì là chúng ta cũng đã thấy trong cái thời gian vừa qua thì một em học sinh của trường A đã chọn cho mình một cái kết rất là bi kịch. Cái khoảnh khắc, cái clip mà em mới nhảy xuống đã gây ám ảnh tôi trong rất nhiều ngày, cả gia đình tôi trong rất nhiều ngày. Tất nhiên chúng ta là phụ huynh thì chúng ta cũng phải nhìn vào cái việc này. Nhưng trong cái sự việc của em, của cái MV của Sơn Tùng, tôi nhận được tương đối rất nhiều những ý kiến trái chiều. Và tôi dùng cái clip này để tôi chia sẻ thẳng thắn với các bác và mọi người về cái việc đó. Nếu như mà còn thiếu cái ý kiến nào mà tôi chưa phản biện thì các bác hãy comment phía bên dưới. Tôi sẽ trả lời cho đợt sau. Có thể là trong tối ngày hôm nay, khoảng tầm 11 giờ tối hoặc là 12 giờ thì tôi sẽ livestream và tôi sẽ trao đổi với các bác và mọi người về cái việc mà có thể nói rằng là tôi vô cùng quan tâm và cũng vô cùng bức xúc như thế này. Hôm nay thì tôi có thể tổng hợp lại bốn cái lý do chính xin thưa với các bác và mọi người. Bốn cái lý do chính. Thứ nhất, cái lý do đầu tiên đó chính là việc mà ông này bú phêm muốn nổi tiếng đây mà. Đấy là thứ nhất. Có nghĩa rằng là họ công kích vào cá nhân tôi. Ông này thấy Sơn Tùng nổi tiếng, sự việc này nổi tiếng thì bú phêm và nói vào cái việc này. Hai là không nên nói nhiều vì lũ trẻ sẽ biết. Chúng ta càng nói nhiều thì lũ trẻ sẽ biết đến cái MV clip này. Thứ ba, đây là lời cảnh tỉnh của các bậc phụ huynh. Hãy quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Đây là marketing rất là nhân văn. Và cái thứ tư, đây là nghệ thuật, chúng ta phải tôn trọng nghệ thuật, suy nghĩ của họ vì tự do nghệ thuật. Đấy là bốn lý do chính. Thì tôi xin chia sẻ phản biện và có thể nói rằng cái góc nhìn của mình với từng cái lý do một. Một ấy, đó chính là ông này muốn nổi tiếng đi mà. Buffett muốn nổi tiếng đi mà. Thì xin thưa với các bác rằng là tôi không nổi tiếng như Sơn Tùng, nhưng mà tôi cũng thực dạng là có nhiều người theo dõi, nhiều người biết mặt, biết tên. Cho nên là cũng không cần thiết là phải đến cái chỗ đoạn này. Nhưng mà thực tế tôi vẫn cứ theo, bởi vì mình làm tin tức thời sự, chính trị, xã hội thì tôi vẫn cứ phải làm những cái sự việc nóng, cực hot. Và như các bác mà tôi đã chia sẻ rất thẳng thắn rằng là với tất cả những cái sự việc mang cả nội chính, drama, vân vân, thì tôi đều hướng mọi người vào ba cái tôn chỉ của kênh. Đó là tôn chỉ sự thật, niềm tin và lan tỏa cái sự thực tế. Chúng ta làm gì thì làm, chúng ta cũng phải tạo cho mọi người một cái niềm tin và lan tỏa cái sự thực tế. Thì đấy là tôi vẫn làm. Các bác và mọi người có bảo tôi rằng là bú phêm hay nó kia thì đấy là chuyện rất bình thường. Bởi vì cái nghề nó phải vậy. Chứ không phải rằng là mình cứ làm một việc gì đó đâu. Xin thưa với các bác là như thế. Cái thứ hai nữa thì nhiều người có comment rằng là không nên nói nhiều vì lũ trẻ sẽ biết. Giống như kiểu rằng là vẽ đường cho hươu chạy. Trẻ con thì nó rất tò mò. Bản thân bình thường nó chưa biết, nhưng bởi vì Hoàng Dôn nói, bởi vì là báo chí nói, cho nên là nó tò mò, nó lại xem, vân vân. Thì xin thưa với các bác thế này, chúng ta muốn hay là dù không, hoặc là thì như thế nào đó, thì không chỉ có MV clip này của Sơn Tùng mà còn rất nhiều những MV clip xấu độc khác ở trên mạng xã hội. Chúng ta không thể nào cấm được chúng nó, xem được, coi được, hoặc là những câu chuyện đọc được. Không cấm được đâu,
Xin thưa với các bác và mọi người, đúng không ạ? Ngày xưa có bác nào gọi bằng truyền tay cái cuốn sách cô giáo Thảo thì chúng ta cũng thế thôi. Đấy, cái lứa tuổi đó bố mẹ đâu có biết rằng, cứ nghĩ rằng là chúng ta là con ngoan trò giỏi, nhưng mà đến lớp thì những cái mảnh giấy bé tí thế này là câu chuyện cô giáo Thảo chuồn gọi là truyền tay nhau kiểu thế. Chúng ta không giấu được thông tin mình, kể cả Hoàng Dôn có không nói, tất cả báo chí có không nói, thì những cái như kiểu MV này bọn trẻ con bằng một cách nào đó vẫn có thể tìm hiểu và đọc được mà chúng ta không biết. Cho nên việc ngăn chặn thông tin là không thể. Và ngay cả Sơn Tùng MTP có gỡ cái video clip này đi thì báo cáo với các bác rằng là cũng không thể, nghĩa là người khác vẫn có thể download lại và up lên bình thường ở trên những nền tảng khác. Nhưng chúng ta làm được cái gì? Thì xin thưa với các bác rằng chúng ta phải làm được một cái là chúng ta dùng một cái thông tin mạnh hơn, một cái sự phản kháng mạnh hơn để dẫn hướng. Chúng ta thấy được cái thông tin này là xấu độc thì chúng ta phải lên tiếng một cách mạnh mẽ. Chúng ta phải lên tiếng một cách gọi là để mà cả xã hội cũng lên tiếng, cả báo chí cũng lên tiếng. Chúng ta cũng nói chuyện với trẻ con về cái việc này. Chúng ta cũng không phải giấu bọn nó, không phải bắt bọn nó không được xem. Chúng ta cũng thậm chí là chủ động cho bọn nó xem. Và chúng ta nói với bọn nó, trao đổi với bọn nó xem chúng nó suy nghĩ gì về vấn đề này. Rồi báo chí vân vân, để chúng ta hướng tới một cái sự nhân văn, một cái niềm tin rằng là trên đời này còn rất nhiều những cái điều đẹp đẽ. Đúng không ạ? Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? Sao rãnh nước trong veo đến thế? Có rất nhiều điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này. Thì đấy là cái mà chúng ta phải dùng truyền thông. Truyền thông nó có hai cái, vừa tiêu cực và tích cực. Chúng ta không thể nào bắt được, nhưng chúng ta phải làm cái mặt tích cực nó mạnh hơn bằng một cái sự phản kháng mạnh mẽ với những cái thông tin xấu độc kiểu như thế này. Thì đấy là cái mà tôi xin chia sẻ với các bác và mọi người. Tại sao tôi lại tiếp tục làm? Là bởi vì rằng là mình cũng góp một cái công nhỏ, mình cũng góp một cái công sức nhỏ nhoi để mà thấy rằng là cho cả xã hội thấy rằng là đây là một điều không nên làm. Sơn Tùng làm một clip không nên làm, đúng không ạ? Và thứ ba nữa, cái lý do ấy, cái lý do ấy mọi người nói rằng á, đây là lời cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh. Thì xin báo cáo với các bác, đúng là lời cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh. Thế nhưng mà như vậy thì nếu như một ngôi sao nào đó hay vân vân nào đó, hoặc là hạn chế người dưới 18 tuổi xem clip này, thì tôi không nói làm gì. Nhưng ở đây các bác có thể thấy rằng là tất cả đều được xem. Bằng cách nào đó tất cả mọi người đều được xem trên một nền tảng mạng xã hội, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là câu chuyện của Sơn Tùng MTP nó không đơn giản ở chỗ đó. Nếu mà cậu ta dán một cái nhãn trên 18 tuổi hay trên 20 tuổi vân vân, hoặc là cái gì đấy, mà kể cả cậu ta làm như thế thì những cái fan của cậu ta ấy, từ toàn những người từ 11 cho đến khoảng 18 tuổi cả. Đúng không ạ? Cho nên ấy, chúng ta thấy rằng là câu chuyện về cái việc mà lời cảnh tỉnh bậc phụ huynh ấy, thì nó phải đến đúng đối tượng. Cậu ta làm một cái clip thì xin thưa với các bác rằng là không phải dành cho tôi và các bác, mà dành cho các fan của cậu ta. 8 triệu lượt xem tính đến thời điểm này là dành cho fan của cậu ta. 90% là fan của cậu ta nghe, là những người hâm mộ cậu ta, là những người Sơn Tùng mãi đỉnh. Sơn Tùng là số 1, Sky mãi mãi vì anh, cày view vì anh. Đó, cái tâm lý của họ là như thế. Thế cho nên ấy, nó phải đến đúng người, đúng đối tượng, chứ không phải là dành cái clip này dành cho chúng ta đã nhầm rồi. Nếu như một bậc phụ huynh hay một ai đó, hoặc là cái người mà tầm tuổi, hoặc là tôi chia sẻ vân vân, thì đó là dành cho chúng ta để cảnh tỉnh. Thế nhưng mà đây là clip dành cho tụi trẻ con, một bài hát dành cho bọn trẻ con, cho những đứa dưới 18 tuổi, chứ không phải là dành cho chúng ta. Thông điệp, nội dung vân vân là dành cho bọn trẻ con nhé. Các bác hãy hiểu được đó, con em của chúng ta, chứ không phải là dành cho chúng ta đâu đó. Cho nên ấy, hướng bọn nó một cái gì tiêu cực. Cái khoảnh khắc cuối cùng thì tôi xem ấy, nó bị ám ảnh, giống như là cái cậu bé với bố mình học tới 3 giờ sáng, nếu các bạn nào nhớ.
ám ảnh lắm. Cho nên Sơn Tùng dùng cái hình ảnh đó để mà tạo trend thì tôi cho rằng là rất xấu, rất xấu. Thế rồi các bác có thể thấy rằng là lý do thứ tư ấy, là đây là nghệ thuật và chúng ta phải tôn trọng nghệ thuật, suy nghĩ của họ về tự do nghệ thuật. Thì báo cáo với các bác rằng là đây là một lý do càng xấu. Nghệ thuật đến mấy cùng là một bức tranh khỏa thân nha các bác, cùng là một bức tranh khỏa thân, nhưng một bên là một kiệt tác, một bên là cái sự thô thiển, đúng không ạ? Cùng là nói về cái hiện tượng đó, hiện tượng tự sát nhảy lầu, thì một bên là hướng tới sự nhân văn nhân ái, một bên là hướng tới cái giải pháp tiêu cực. Đó là giải pháp tiêu cực. Bọn trẻ con xem cái đấy và nó sẽ nghĩ rằng là chúng ta đặt vị trí của trẻ con đi, nó đâu có được nó đâu có được cái kinh nghiệm của chúng ta đâu, nó đâu có được cái ý chí mà chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn đâu, bọn nó mới ra đời mà, bọn nó phải rèn luyện mà. Vậy mà những cái clip như ở như thế này nó cổ suý, cho nên khoảnh khắc đó rất mong manh. Cùng là bức tranh khỏa thân, nhưng một bên là kiệt tác, một bên là sự thô bỉ trần trụi, cho nên khác lắm. Một kiệt tác thì chúng ta nhìn chúng ta không thấy cái tính dục của trong người, nhưng một bộ phim của Nhật ví dụ hoặc bức tranh thô thiển thì chúng ta thấy nó cứ rực lên, nó kích thích những cái phần gọi là con nhất của con người, đúng không ạ? Cho nên ấy, chúng ta thấy rằng là nghệ thuật nó khác. Tôi chỉ ước mãi, tôi xem clip tôi chỉ ước mãi, ví dụ cái khoảnh khắc lúc đấy các bạn chỉ bỏ khoảng 3-4 giây nhồi vào một vài đoạn thôi, rằng là vẫn có một người quan tâm đến cậu nhưng mà rất âm thầm, nhưng cậu không nhìn ra được, cậu không nhìn ra ai cả. Và cái khoảnh khắc cuối cùng thì cậu nhìn thấy cô gái đó, hoặc là nhìn đến một chàng trai trong cậu bạn thân đó, hoặc nhìn thấy bố mẹ mình đã dõi theo đó, và cậu dừng cái hành động đó lại. Hoặc kể cả cậu không dừng nhưng cậu cảm thấy hối hận bởi vì mình đã nhảy xuống, thì cái ý nghĩa của cả clip nó khác hẳn. Thay vì cái rằng là câu chuyện chấm dứt ở đấy, có đúng không ạ? Thế cho nên cái câu chuyện về MV ấy, về nghệ thuật ấy, thì các bác nhớ rằng là nghệ thuật vị nhân sinh, nghệ thuật vị nhân sinh. Cho nên rằng là chúng ta phải hướng tới những cái giá trị nhân văn, nhân ái, hướng tới người ta đến những điều tích cực. Nghệ thuật mà. Chứ còn nghệ thuật chỉ hướng tới cái sự tiêu cực, hủy hoại, cổ suý cái sự hủy hoại bản thân. Thậm chí các bác đã dùng cái từ hủy diệt bản thân. Thì xin thưa với các bác rằng đấy không phải là nghệ thuật. Đấy không phải là nghệ thuật. Còn nhiều bác còn nói rằng là những cái câu chuyện ví dụ như là Romeo và Juliet, hay rằng những câu chuyện của Việt Nam hay vân vân gì đấy, thì báo cáo với các bác rằng tôi cũng đã thể hiện quan điểm của mình rất rõ này. Và đừng có lấy cái đó ra, đừng có lấy cái đó ra để mà so sánh, bởi vì cái sự so sánh nó khập khiễng, nó khập khiễng lắm. Một bên ít nhất người ta còn có những cái thứ gì đó, tình yêu lý tưởng vân vân, còn một bên ấy, thì xin thưa với các bác rằng lấy cái cảm hứng của bộ phim Joker là một cái bộ phim mà có thể nói là một thằng hề bị bất mãn xã hội khinh rẻ, và nó có một cái phản kháng lên như vậy, và đặc biệt thêm là có sự hủy diệt bản thân nữa. Phản kháng lên như kiểu là một cái kẻ du đãng, và sau đó là hủy diệt bản thân. Còn cái việc đó là việc rất bình thường, thì tôi cho rằng đây là một cái MV chứ có thể nói là rất xấu và độc hại, cực kỳ xấu, cực kỳ độc hại, thưa các bác. Và tôi đến giờ này tôi vẫn không hiểu tại sao Sơn Tùng MTV không gỡ xuống, không gỡ clip này xuống. Và nếu không gỡ thì tôi có thể nói rằng mong muốn rằng là câu chuyện này phải xử lý mạnh hơn nữa, nặng hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại. Kể cả YouTube có không gỡ xuống đi chăng nữa, thì báo cáo với các bác là tôi hoàn toàn có thể rằng là bọn tôi có nhiều người, và hiện nay là đang rất gọi điện, tôi cũng nhắn tin cho nhiều người có trách nhiệm và yêu cầu xử lý gấp việc này. Không cần thiết phải YouTube gỡ xuống, với quy trình nó phức tạp, hoàn toàn có thể xử lý sửa tùng ngay để mà làm cái việc đó, đúng không ạ? Mà cậu ta rõ ràng đến thời điểm này vẫn chưa gỡ xuống, thì tôi không hiểu rằng là cậu ta và ekip của mình đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu. Đôi điều chia sẻ với các bác như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người
Chúc các bác một buổi tối tốt lành.